Trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 3, Thượng tướng Rulikoy, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga thông báo, quân đội Nga đã hoàn tất giai đoạn một chiến dịch và sẽ tập trung đánh các lực lượng Ukraine ở vùng Donbass. Đây là khu vực giáp biên giới Nga và chứng kiến giao tranh giữa quân đội Ukraine với phe ly khai được Nga hậu thuẫn kể từ năm 2014 đến nay. Tướng Rulikoy cũng cung cấp con số thiệt hại về người của Nga và đánh giá các hoạt động tại Ukraine sau một tháng. Tổng cộng đã có 1.351 quân nhân Nga thiệt mạng, 3.825 người bị thương, thấp hơn từ 1,5 đến 3 lần so với con số ước tính của phương Tây đưa ra vài ngày trước đó. Quân đội Nga đã phong tỏa một số thành phố lớn nhất ở Ukraine như Kiev, Kharkov, Chernihiv, Sumy và Nikolaev. Dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga là Kherson và phần lớn vùng Zaporizhia. Cuộc họp báo cũng có một thông tin đáng chú ý từ các tướng lĩnh Nga, đó là Moscow không loại trừ việc tấn công vào các thành phố lớn của Ukraine như thủ đô Kiev. Tuy nhiên, việc tiếp quản những thành phố này sẽ không phải là mục tiêu chính.